kêu về học bảo. Không, em không về, em không về Mông Cổ. À, các thi kỳ, nếu em không về thì đến Mã Phu này thì kiểu có còn hơn kính kiến nhất. Cố học sinh nếu theo ta còn thương cho cuộc đời ta nô lệ thì tiểu tơ nên về lại với quê hương. Ở lại nơi đây càng thêm khổ, tôi không còn rồi đành chịu bỏ tay tôi. Người tiện đưa ta về lại quê hương với cát trắng vui. Trời lớn cao em mãi lo tôi chiếc lên đường, mai một đây khi tận chiến tàn anh sẽ về bên em cùng nhau chung họ và sẽ mang quà về riêng tặng cho em. Đường quang xa còn xa xăm dịu dội, ngựa chọn chân đang nghi rõ bên ngoài. Chân tiểu tơ đừng nán lại nơi này, một người xa là thôi hết rồi. Anh dù xa yêu nhau là có tội phải không anh? Không, yêu nhau không bao giờ có tội.
Nhưng anh chị muốn nói em một điều mà bấy lâu nay nó mấp mãi trong tìm đường đầy hoa thốt thơ. Lời anh nói ra em đâu hiểu được gì, anh đã buồn đã khổ vì ai, và từ bao lâu rồi cho mãi đến ngày hôm nay. Đã từng lâu quan trọng nhưng vẫn ngậm tâm theo ngày tháng lạnh lùng. Anh luôn nói với một người nỗi đau sâu vì yêu, cũng như anh em là kẻ người chinh phạt đêm ngủ trên yên người. Vào hiểm ra quy chưa bao giờ biết sợ, sao bỗng nhiên nghe lạnh cả tâm hồn. Nhìn áng mây trôi lòng cũng xanh xe buồn, lòng dung nước chợt nghe miền người tóc ngang mà như dạng ly quang sang tình cấm nên tình đành tiếc dòng tóc mây quằn quại bay trong gió lạnh, lòng của em đang bão động tay bời thiết kiều ơi. Chiều nãy bỗng nhiên anh lo sao như đánh mất một cái gì như nếu một bay dưới xa trường anh gục.